Tiểu sử ca sĩ Ý Linh, búp bê Bolero. Ca sĩ Ý Linh tên đầy đủ là Phan Thị Ý Linh, sinh năm 1991, cô sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô cầm tinh con dê Tân Mùi 1991. Cô là một người con của quê hương Quảng Trị nhưng cô sinh ra và lớn lên tại thành phố Huế. Nữ ca sĩ tốt nghiệp khoa di sản, bộ môn đàn ca Huế tại Học viện Âm nhạc Huế. Giọng ca sinh năm 1991 này từng ghi dấu qua những thành tích như huy chương vàng liên hoan đàn hát dân ca Bình Trị Thiên và huy chương bạc cuộc thi tài năng trẻ học sinh sinh viên toàn quốc năm 2012. Ca sĩ Ý Linh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hát dân ca. Bà ngoại của cô là nghệ nhân hò ở Quảng Trị, ba mẹ là nghệ sĩ ưu tú của đoàn ca kịch Huế. Mẹ Ý Linh là nghệ sĩ ưu tú Thu Hằng biểu diễn chủ yếu tại nhà hát ca kịch Huế và một số buổi biểu diễn trên thuyền rồng. Từ nhỏ Ý Linh được nghe mẹ dạy và hát, sau đó lớn lên lại tiếp tục học ở Học viện Âm nhạc Huế. Chính vì vậy cô cũng đã được thừa hưởng phần nào giọng hát ngọt ngào và sâu sắc từ mẹ. Ắt hẳn nhiều người vẫn chưa quên được nàng búp bê Bolero Phan Ý Linh, người đã bất ngờ khiến Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Sơn và Quang Lê phải tranh giành quyết liệt trong thần tượng Bolero 2017. Với khuôn mặt sáng sân khấu cùng giọng hát truyền cảm, Phan Ý Linh tuy không đạt được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm qua biệt danh búp bê Bolero hay học trò xinh đẹp của Lệ Quyên. Ngay từ vòng thi đầu tiên, cô đã nhận được sự khen ngợi từ cả 4 vị huấn luyện viên bởi giọng ca ngọt ngào sâu lắng của mình khi thể hiện thành công ca khúc Ai Nhớ Chăng Ai. Sau đó, cô quyết định chọn về với đội của huấn luyện viên Lệ Quyên. Ý Linh chia sẻ rằng cô tham gia chương trình thần tượng Bolero một phần để thể hiện được niềm đam mê ca hát của mình, cũng như thử sức bản thân. Nữ ca sĩ nghĩ Bolero có một sự đồng điệu về cả âm nhạc cũng như giọng hát của mình. Do gia đình Ý Linh tham gia nghệ thuật và yêu ca hát nên cô cũng được thừa hưởng đam mê và tài năng từ gia đình từ khi cô còn nhỏ. Đối với dòng nhạc trữ tình hay những bài hát tình ca thì người nghệ sĩ cần có sự từng trải mới có thể dễ dàng thể hiện hết được cái hay của ca khúc. Ý Linh còn trẻ nên đã phải nỗ lực hết mình rèn luyện được giọng hát, học hỏi từ các bậc thầy cô và lắng nghe ý kiến từ phía khán giả để thể hiện hết được cái hồn của các ca khúc Bolero. Nguyên nhân khiến nữ ca sĩ chọn dòng nhạc Bolero để phát triển sự nghiệp rất tình cờ. Trong lần cô đến thăm nhà của ca sĩ Vân Khánh và được ca sĩ này giới thiệu và hướng dẫn cách tập luyện để thể hiện dòng nhạc Bolero. Cùng lúc đó thì chương trình thần tượng Bolero 2017 đang diễn ra nên Ý Linh quyết định tham gia cuộc thi để thử sức mình và để có thể khắc phục sự rụt rè khi lên sân khấu. Khi được hỏi vì sao lại chọn nhạc Bolero thì Ý Linh chia sẻ rằng cô muốn thử sức mình với dòng nhạc tương đối khó đối với cô. Bên cạnh đó, nhạc Bolero dễ đi vào lòng người và phản ánh chân thật về cuộc sống và tình yêu. Hiện tại, nữ ca sĩ đã gặt hái được thành công với dòng nhạc này. Mặc dù nghệ sĩ Ý Linh là học trò của Lệ Quyên nhưng cô không có nhiều điều kiện để đặt chân lên những sân khấu chuyên nghiệp như người thầy của mình. Nữ ca sĩ cho rằng Lệ Quyên luôn hết mình giúp đỡ cho học trò và tạo rất nhiều điều kiện như ra CD mới cũng để học trò góp giọng. Thỉnh thoảng những show Lệ Quyên tham gia, nếu có điều kiện thì cô cũng luôn tạo cơ hội để học trò cùng được lên sân khấu với mình hoặc mời học trò đến phòng trà của mình hát. Tuy nhiên, việc được Lệ Quyên đề cử lên sân khấu lớn thì không hề dễ dàng bởi vì cô chỉ có phòng trà chứ không có công ty riêng như một số nghệ sĩ khác. Nói về công việc hiện tại, nữ ca sĩ bày tỏ muốn nhận nhiều show hơn, nhưng để được như vậy thì tên tuổi của cô phải được biết đến rộng rãi hơn, nhưng hiện tại thì vẫn còn nhiều người chưa biết được Ý Linh là ai. Ý Linh thổ lộ việc được lên sân khấu lớn là điều mà ai cũng luôn ước ao, nhưng muốn được đứng trên sân khấu lớn thì cần đòi hỏi nhiều thứ. Cũng giống như việc nổi tiếng, thiên thời địa lợi nhân hòa và phải cố gắng thật nhiều lắm thì mới được, nhưng cô sợ rằng cố quá sẽ không được gì, chỉ chuốc lại những điều tiếng không hay và rất e ngại thị phi. Rời Huế, Ý Linh Bolero đã có 2 năm tự lập tại Sài Gòn, mỗi lần đi diễn cô đều tự mình chạy xe máy đi.
Những hôm đi khuya về sớm hay thời tiết không được tốt thì cô sẽ di chuyển bằng taxi. Ngoài công việc chính là ca hát thì nữ ca sĩ còn kinh doanh một quán cà phê nhỏ ở Gò Vấp do cô cùng một người bạn thân thiết cùng quản lý. Ý Linh cho biết quán chỉ có hai người tự làm, không thuê nhân viên nên quy mô cũng nhỏ gọn. Bản thân cô là một người không có nhiều tham vọng nên luôn giữ mọi thứ ở mức an toàn. Chính vì vậy cô hài lòng với việc kinh doanh vừa sức của mình ở thời điểm hiện tại. Chắc tại Linh là người gốc miền Trung nên rụt rè, sống ở Huế quá lâu Linh cũng quen lối sống chậm của người Huế. Với cả mẹ Linh cũng ảnh hưởng đến Linh nhiều nên Linh khá giống mẹ, Ý Linh khẳng định. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên từ nhỏ cô đã xác định mình phải trở thành một ca sĩ. Chính vì vậy, Ý Linh vẫn ngày ngày trau dồi thêm về kỹ năng thanh nhạc và học thêm nhiều kiến thức mới để giọng hát của mình không bị lạc hậu so với thời đại. Với con đường sự nghiệp này, cô cho rằng hiện tại được sống với đam mê là một điều rất hạnh phúc nhưng cô biết nghề này không thọ. Do đó, cô luôn dự trù rằng nếu một ngày nào đó không còn đi hát được nữa, cô phải kinh doanh cho riêng mình một cái gì đó. Ý Linh đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua các ca khúc trữ tình sâu lắng. Ai nhớ chăng ai? Trái tim đơn côi, dĩ vãng nhạt nhòa, mưa trên biển vắng, vân vân.